Các cụ giác ngộ rồi, hiểu ra rồi ấy, thì các cụ thậm chí xả xả cả là xuất các cụ là cấp gì, cấp tướng, cho nên là được, sau khi mất đi là được đảng nhà nước với quân đội là cho gì, cho một suất là vào trong nghĩa trang mai dịch. Nhưng sau khi ngộ mộ Phật, ngộ Phật rồi ấy, các cụ đem giả nhà nước, đem giả chính phủ, rồi các cụ xin là đăng ký nhập tháp lên chùa để làm sao đấy, để được sau khi xả bỏ báo thân, nếu được vãng sinh luôn thì tốt, chưa được vãng sinh thì các cụ cũng gì được nương gần nơi cửa Phật để tu tập, ở trong gì đất Phật để tu hành, để mong sớm được giải thoát giác ngộ. Có việc làm đấy. Việc làm đó mới là cái việc làm gì hữu ích. Việc làm đó mới là cái việc làm đem lại lợi ích muôn đời cho bản thân mình. Và thậm chí là nếu khi mà chúng ta được lợi ích rồi, cho bản thân được giải thoát rồi ấy, chúng ta còn có thể đem giáo lý giải thoát giác ngộ của Phật, của Bồ Tát để giáo hóa cứu độ chúng sinh nữa, tức là độ mình độ người. Có thời gian, tại sao không thì không tìm hiểu Phật pháp, không nghiên cứu Phật pháp, hay đọc kinh Phật đi, hay nghe giảng về gì giáo lý của Đức Phật đi, rồi vị sẽ thấy là gì? Các vị sẽ thấy rằng cuộc đời của mình trước đây sống 73 năm trời chưa gặp Phật pháp, quả thật là uổng, thực sự là uổng. Ngày xưa có các vị, có các vị đại thần, các vị quan lại, các vị tể tướng sống cũng 60-70 tuổi, làm lên chức tể tướng, chức đại tướng quân, dưới một người trên muôn người. Nhưng mà khi về già, các vị gặp được Phật pháp, và các vị phải nói rằng là quả thật là cuộc đời mấy chục năm khi chưa gặp Phật pháp sống uổng phí cả một đời. Khi gặp Phật pháp rồi mới thấy gì, thấy cuộc sống này thực sự là có gì, có ý nghĩa. Thậm chí các vị biết là một vị vua nữ đầu tiên, cũng như là gì, cuối cùng trong lịch sử chế độ phong kiến Trung Hoa mấy nghìn năm, 4.000 năm, đó là vua gì? Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên là một vị vua nữ đầu tiên, cũng như là cuối cùng, tính cho đến gì, tính cho đến khi hết chế độ quân chủ phong kiến của gì, của lịch sử đất nước Trung Hoa. Võ Tắc Thiên khi được học Phật, ngộ Phật, Võ Tắc Thiên phải thốt lên là gì? Vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thụ trì, nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa. Đó chính là bài kệ khai kinh mà bây giờ tất cả tăng ni Phật tử tu tập theo pháp môn Đại Thừa, hay còn gọi là Bắc Truyền Phật Giáo đó, trước khi tụng bất cứ bộ kinh nào đều có gì, có đọc tụng bài kệ khai kinh. Khai kinh kệ: vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa. Đó, một vị vua, một vị quốc vương khi được học Phật, được nghe pháp, ngộ được chính pháp của Phật, còn phải thốt lên những cái lời như vậy. Cho nên là huống chi là hàng phàm phu tục tử của chúng ta, huống chi là hàng gì, những người dân bình thường của chúng ta đó. Chúng ta biết họ làm vua phải có phúc báo mới làm vua, có phúc báo mới làm gì, làm được nguyên thủ quốc gia, mới lãnh đạo được cả một dân tộc, cả một đất nước. Nhưng mà khi học Phật, gặp Phật, học Phật và ngộ Phật, ngộ được giáo lý của Đức Phật, họ thốt ra những lời như vậy. Cho nên á, việc thì có rất nhiều, mà những việc tốt cơ, những việc tốt, những việc rất tốt cơ, có cái cho làm hay không mà thôi. Đó thì cái này thì Phật tử có thể tìm những cái cách phù hợp, nhẹ nhàng để khuyên bảo ông cụ, làm sao cho dần dần ông cụ bỏ được cái đó đi. Chơi vào cái đó xấu lắm, không phải tốt đâu. 5.000, 10.000 cũng xấu. Các vị biết rằng đồng bào của chúng ta ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, thậm chí là những em bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cơ nhỡ lang thang ở khắp đầu đường hè phố kia, chỉ một cái bánh mì thôi để sống qua ngày, có khi thì họ còn không có.
này là gì, 5.000, 10.000 một số đề, có ngày đánh gì, đánh cả 100.000, tháng lương 4-5 triệu bạc, mà ngày gì 100.000, 200.000 thì còn gì nữa đâu. Mà nếu mà ăn tiêu không hết cái tiền lương, ăn tiêu không hết thì nhon nhắp gì, làm từ thiện giúp đỡ đồng bào nghèo, những đứa trẻ mồ côi, những người già khuyết tật, thậm chí là nếu mà là bộ đội á thì ủng hộ những gì, những đồng đội của mình đi. Đồng đội của mình có những trường hợp là thương binh, gia đình còn hoàn cảnh khó khăn lắm. Cái bà mẹ các anh hùng liệt sĩ, nhiều bà mẹ còn khổ lắm, nhiều ông bố còn khổ lắm. Đó. Nên khuyên gì? Nên khuyên Phật tử, này nên khuyên bố mình như thế.